sao là một cô gái bình thường, rất bình thường. Nhưng đó chỉ là khi họ không biết sự thật rằng gia đình cô thuộc một bộ tộc hẻo lánh trên vùng núi phía Tây, và họ có một món nghề bí truyền gọi là bùa yêu. Bùa yêu có 3 điều kiện cần chấp thuận. Một là mỗi người chỉ được thi thuật bùa yêu một lần. Hai là sau khi thi thuật, người đó và người yêu của mình phải quay trở lại làng để sinh sống. Cuối cùng, cả hai sẽ không có con cái suốt phần đời còn lại. Sao chưa bao giờ bỏ bùa ai, vì xung quanh cô không thiếu người theo đuổi. Vẻ ngoài và sự cuốn hút của một cô gái đến từ một gia đình bí ẩn đã khiến cô trở nên hấp dẫn với rất nhiều chàng trai. Thế nhưng cho đến ngày cô gặp chàng trai đó thì mọi thứ đều thay đổi. Cô say mê anh vì vẻ ngoài, vì giọng nói, vì sự thông minh, và còn vì anh là chàng trai cô không thể có được. Cô cũng không sợ cái giá của bùa yêu, vì bản thân cô cũng không thích trẻ con. Chính vì thế, cô đã sử dụng bùa yêu để có được anh. Chẳng bao lâu sau, chàng trai đó đã say mê sao một cách cuồng nhiệt. Cô cùng anh quay về làng sinh sống, chờ đón họ là một cuộc sống hạnh phúc viên mãn đến cuối đời, trong một ngôi nhà nhỏ ven bìa rừng, trong suốt quãng đời còn lại của mình. Sao chưa bao giờ hối hận về quyết định ngày ấy. Nhiều năm trôi qua, khi chồng của Sao đã mất, đúng như truyền thống đã được truyền lại, sau khi người chồng bị bỏ bùa yêu mất, Sao phải đặt lại trong chiếc rương gia truyền màu đỏ tấm hình hai người từng chụp với nhau. Và một buổi chiều đẹp trời, Sao quyết định thực hiện việc này. Trong nhà kho, ở góc tường có một chiếc rương nhỏ màu đỏ. Đây chính là chiếc rương cô cần đặt chiếc ảnh của mình và chồng vào. Trong rương có rất nhiều hình, đều là chụp những người phụ nữ trong gia tộc của Sao từng thực hiện bùa yêu. Nhưng có một đặc điểm là trong mỗi tấm hình đều chỉ có một người phụ nữ. Họ mỉm cười hạnh phúc và vươn tay như đang ôm một ai đó, nhưng vòng tay của họ trống rỗng. Vậy ra bùa yêu này không khiến người cô yêu trở nên điên cuồng, nó chỉ khiến mình cô điên cuồng mà thôi. Vào một buổi sáng thứ sáu, Kaylee nhận được một bức thư tình kỳ lạ được đặt trong hòm thư trước nhà. Bức thư không đề tên người gửi và được đặt trong một bì thư có thiết kế cổ điển nhưng khá xinh xắn. Đó là một bức thư tình với lời lẽ rất ngọt ngào. Kaylee thương mến, tôi đã yêu em khi nhìn thấy em bước đi trên con đường tràn ngập lá cây sồi. Tôi đã rất muốn làm quen với em, thế nhưng tôi đã chẳng đủ can đảm bước tới để phủi đi chiếc lá sồi vương trên mái tóc của em. Em có thắc mắc tại sao hay không? Tôi sẽ trả lời em ở lá thư kế tiếp. Kaylee thấy lá thư này rất thú vị, nhưng do không biết người gửi là ai nên cô cũng dần dần không chú tâm đến nó nữa. Cô chỉ nghĩ đó là lời bông đùa của chàng trai nhút nhát nào đó, cho đến khi cô nhận được lá thư thứ hai tương tự. Kaylee thương mến, chắc cũng đã đến lúc tôi nên giới thiệu về mình. Tôi tên là Jack. Thật ra mọi người thích gọi tôi bằng biệt danh hơn, nhưng tôi không muốn em gọi tôi bằng biệt danh của mình. Nó cũng không có gì đáng để nhắc đến đâu. Sau một vài tuần tìm hiểu, tôi cũng đã biết đôi chút về em. Thực ra tôi biết em thông qua một người bạn. Người đó rất mong muốn tôi có thể ở cạnh em. Khi hiểu hơn về em, tôi cảm thấy đề nghị của người bạn của mình nghe cũng hay đó. Khi đọc lá thư thứ hai, Kaylee nổi lên sự tò mò với chủ nhân của nó. Kaylee là một cô gái nổi bật ở trường, nên những lời bông đùa hay tán tỉnh không phải là ít. Nhưng đây có vẻ chính là một trong những cách tiếp cận độc đáo nhất trong số các chàng trai mà cô từng gặp. Bằng chứng là việc cô bắt đầu mong đợi lá thư thứ ba. Không phụ sự chờ đợi của cô, lá thư thứ ba từ người lạ mặt đã nhanh chóng đến tay cô. Kaylee thương mến, lần trước tôi đã quên chia buồn với em về việc bạn thân của em vừa mất. Rất lấy làm tiếc vì cái chết của Lisa. Tôi mong em nhanh chóng vượt qua được việc này. Quay về mình, tôi muốn cho em biết một chút. Tôi đang làm việc rất chăm chỉ cho một người bạn. Giá tiền của công việc lần này cũng rất hậu hĩnh đó. Tôi nghĩ mọi việc của mình có thể thuận buồm xuôi gió đến như vậy chính là nhờ em. Chỉ cần nghĩ đến em thì tôi cảm thấy công việc của mình đang làm chắc chắn sẽ suôn sẻ. Tôi đoán có lẽ là em đã rất tò mò muốn biết tôi là ai. Nhưng em cũng không cần vội vàng, em sẽ sớm biết được tôi là ai nhanh thôi. Khi Kaylee nghe chủ nhân của lá thư nhắc về Lisa, cô bỗng nhiên cảm thấy hứng thú của mình rơi đi hết sạch. Từ ngày Lisa mất, cô không muốn ai nhắc về cô ấy. Mọi người xung quanh sợ cô đau buồn nên cũng rất hạn chế đề cập đến Lisa. Lúc trước, có thể nói là chỉ có một mình Kaylee chơi với Lisa. Vì Lisa trong mắt mọi người là một người rất khó gần. Cô xinh xắn nhưng tính cách thì lại rất hợm hĩnh.
Thế nhưng, một việc bất ngờ đã xảy ra. Lisa bị tố cáo là đã biển thủ tiền quỹ của nhà trường để dùng cho mục đích cá nhân. Đây là một số tiền lớn, làm dấy lên sự bất bình của rất nhiều người. Lisa chối bay biến về sai lầm của mình. Cô nói mình đã bị vu oan, nhưng không bằng chứng, không nhân chứng, chẳng ai tin lời cô nói là sự thật. Sau đó, Lisa đã chết rất bí ẩn. Tuy nhiên, ai cũng cho rằng cô đã tự sát vì áp lực đến từ những người trong trường. Đã một tháng từ cái chết của Lisa, Kaylee cũng hoàn toàn không mong muốn bất kỳ ai nhắc về người bạn thân thiết của mình. Tuy nhiên, cô có thể ngăn được những người xung quanh cô, chứ không thể ngăn được chủ nhân của lá thư, một người bí ẩn mà cô chẳng bao giờ gặp. Lá thư thứ tư đã đến tay cô. Lần này, lời lẽ của bức thư đã thay đổi. Nó khiến cô nổi da gà khi đọc được. Kaylee thương mến, đến lúc này, có lẽ tôi nên chia sẻ cho em biết lý do tôi yêu em. Đó là tôi cảm thấy em rất giống với mình. Đều là những con người có thể bất chấp mọi thứ để làm điều mà mình muốn. Để mua được chiếc túi mà mình thích, em đã đánh cắp tiền của bạn mình. Dẫu cho đó là số tiền khiến bạn ấy có thể rơi vào khốn đốn. Khi mọi người vu oan cho người bạn thân thiết của mình, em đã giúp họ góp một tay đẩy người bạn ấy vào đường cùng. Để bịt miệng cô ấy, em thậm chí còn để tay của mình nhuốm máu. Quả nhiên, chúng ta đều là những con người sinh ra để dành cho nhau. Tôi sẽ sớm đến gặp em thôi, không để em phải đợi lâu. Đọc đến đây, máu trong người Kaylee như đông cứng lại. Tại sao người bí ẩn tên Jack này lại biết về những gì mà cô làm? Và quan trọng hơn, nếu hắn nói ra, cuộc đời của cô sẽ chấm dứt. Cô cần tìm ra tên Jack này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, cô cũng không cần phải bỏ công tìm kiếm Jack quá lâu, vì cô đã nhanh chóng biết về hắn thông qua bản tin vào vài ngày sau đó. Người ta đưa tin rằng gần đây đã xuất hiện một kẻ sát nhân hàng loạt tên Jack. Biệt danh người ta đặt cho hắn là thần chết của công lý, vì điểm đặc biệt là tên sát nhân này tự nhận mình chỉ chuyên trừng trị những kẻ ác. Mục tiêu của hắn là những cô gái trẻ. Lá thư thứ 5 đã đến tay Kaylee. Kaylee thương mến, đây là lá thư cuối cùng tôi gửi cho em rồi. Tôi muốn báo cho em một tin vui, rằng công việc lúc trước mà tôi làm cho bạn của mình cũng gần xong rồi. Ngày hôm nay nữa là sẽ xong. À, người bạn này em có biết đó, chính là Michael, anh trai của Lisa. Nhận lời nhờ vả của Michael, tôi đến gặp em. Em hãy nhìn ra ngoài đi nào. Tôi đã đến rồi. Bức tranh mà ông nội tôi yêu thích nhất chính là bức tranh ông tự tay vẽ vợ mình. Khi đó, bà nội tôi đang ở độ tuổi 20 thanh xuân phơi phới. Nét đẹp tươi tắn của người thiếu nữ có thể tràn ra ngoài bức tranh, chạm đến trái tim của người xem. Ông nội tôi là một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh rất có tiếng trong cả nước. Bức tranh vẽ bà nội tôi chính là bức vẽ chân dung duy nhất trong cuộc đời của ông. Nó không được đem ra thị chúng mà được ông tôi cất giữ rất cẩn thận, treo trong thư phòng riêng của ông. Nếu vừa nghe qua, ai cũng nghĩ ông tôi rất yêu vợ mình và hai người chắc sẽ là một cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, thực sự thì ông bà tôi rất lạnh nhạt với nhau và từ hạnh phúc không thể nào gắn với cuộc hôn nhân của họ. Trái với ông nội, bà nội tôi không thích bức họa này lắm. Bà ban đầu thậm chí còn muốn ông tôi vứt đi bức tranh vẽ chính mình và chỉ thỏa hiệp khi ông tôi treo nó ở một góc phòng nơi bà tôi chẳng bao giờ đặt chân đến. Có đôi lúc tôi còn có ảo giác rằng ông tôi thậm chí còn yêu bức tranh kia hơn cả bà nội. Ông dành rất nhiều thời gian chỉ để ở trong phòng và ngắm nghía tác phẩm của mình, dẫu cho đó là một bức tranh mà ông đã xem đi xem lại mấy chục năm. Tôi cũng như bà nội, hoàn toàn không hề thích bức tranh của ông mình. Người trong tranh tuy mô phỏng lại hình ảnh của bà tôi thuở thiếu thời, nhưng lại như một người hoàn toàn khác. Một khi nhìn bức tranh ấy, cảm giác ớn lạnh và gai người lan tỏa từ bàn chân lên đỉnh đầu. Cứ như không phải tôi đang nhìn vào bức tranh, mà đang đối diện với một người bằng xương bằng thịt vậy. Ẩn sau nụ cười rạng rỡ của cô gái ấy, tôi vẫn thấy đâu đó sự bi thương, thống khổ của một người muốn thoát ra khỏi chiếc khung tranh. Lúc 8 tuổi, tôi có chạy vào thư phòng của ông nội để tìm màu vẽ. Tôi đang thiếu màu đỏ, nhưng kiếm khắp các kệ vẫn không thấy đâu. Lúc đó, sau lưng tôi bỗng vang lên tiếng một người phụ nữ dưới chiếc kệ màu xám. Giọng nói đó làm tôi giật bắn người. Trong phòng không có một ai, và sau lưng tôi chỉ có bức tranh đó. Nhưng đúng là dưới chiếc kệ màu xám có hộp màu đỏ. Tôi cầm lấy rồi vội vàng chạy ra ngoài với lòng hoài nghi. Rốt cuộc là ai đã nói, và tại sao người đó lại biết tôi đang tìm màu đỏ cơ chứ? Dần dà, tôi cho rằng bức tranh của ông nội tôi ẩn chứa một bí mật nào đó, hoặc có thể là nó đã bị ám mất rồi. Mọi chuyện sẽ chỉ như thế khi ông nội tôi có một quyết định khó hiểu. Trong di chúc của mình,
Ông muốn mọi người xây dựng một chiếc mộ nữa bên cạnh mộ của ông. Nhưng đây không phải là nơi chuẩn bị cho bà tôi, mà ông muốn chôn bức tranh và chiếc mộ bên cạnh mình. Khi nghe được tin này, bà nội tôi như chết lặng. Tôi thấy được nét tan vỡ trên gương mặt của bà, như có một sợi dây đàn căng lên bao nhiêu năm nay đã đứt. Sau sự kiện đó, bà nội tôi ra đi chỉ sau một đêm. Bà ra đi trên chiếc ghế bành kỹ mà mình vẫn hay ngồi, nét mặt nhẹ nhàng thanh thản như trút đi được một gánh nặng. Những bí mật về bức tranh của ông nội dường như cũng ra đi theo bà tôi. Chỉ đến khi tình cờ đọc được quyển nhật ký của bà nội, tôi mới hiểu được những gì đã xảy ra. Bà nội tôi từng là con gái của một gia đình giàu có. Ngày còn trẻ, ông nội tôi từng được gia đình bà nội thuê để vẽ tranh. Vì ngưỡng mộ tài hoa của ông tôi, gia đình bà nội đã có ý gả con gái của mình cho ông. Nhưng người được gả không phải là bà nội tôi, mà là người chị song sinh của bà, cũng là cô gái trong bức tranh. Tuy nhiên sau đó, người chị của bà nội tôi đã chết, một cái chết đột ngột do cơn bạo bệnh. Bà nội tôi được gả cho ông nội thay cho chị mình. Đây cũng là mong muốn của bà tôi. Tôi nghĩ rằng bức tranh vẽ cô gái đó được kết thành từ những hồi ức tình yêu và nỗi đau đớn của ông nội tôi với mối tình đầu. Sự nuối tiếc và tình yêu tha hóa vì tổn thương của ông nội dường như đã trở thành một chiếc song sắt nhốt linh hồn cô gái ấy vào bức tranh vĩnh viễn. Cuối cùng, tôi quyết định không chôn bức tranh cùng ông nội. Trong một buổi tối, tôi đốt bức tranh ấy ở sau vườn. Từng làn khói tỏa lên như có như không kết thành hình bóng của một cô gái. Trong bóng đêm mịt mùng, cô gái ấy dường như đang mỉm cười với tôi, người đã cho cô ấy tự do. Đã nhiều năm rồi tôi vẫn độc thân, khiến mẹ tôi khá phiền lòng. Bà đã sắp xếp một cuộc hẹn cho tôi cùng với con của một người bạn. Hôm nay là ngày tôi đi xem mắt. Mẹ tôi có gọi điện đến để xác nhận rằng tôi đã rời khỏi nhà đúng giờ để đến buổi hẹn. Mẹ chọn thời gian hẹn vào buổi sáng vì dạo này bà có nghe được rằng gần khu của tôi tình hình an ninh không ổn định. Có một tên biến thái thường nhắm đến các cô gái trẻ tuổi để quấy rối. Mẹ sợ rằng nếu tôi đi về vào buổi tối thì sẽ rất nguy hiểm. Do sự hối thúc của mẹ nên tôi đến nơi khá sớm. Bất ngờ là người đàn ông tên Jack mà mẹ tôi hẹn gặp lại khá là khác so với trong hình. Anh ta trông gầy hơn, với gương mặt đanh lại, trông khá dữ tợn. Một điều kỳ lạ là trong buổi trò chuyện, anh ta cũng không nói quá nhiều. Có vẻ như anh ta có phần phân tâm nên nhiều thông tin trả lời bị sai lệch so với những gì mẹ tôi nói lúc trước. Càng trò chuyện, người đàn ông này càng khiến tôi bất an hơn. Tôi có một linh cảm xấu rằng anh ta đang che giấu một điều gì đó. Jack cũng không mấy chú tâm vào cuộc trò chuyện, vẻ mặt thì lại như đang âm mưu một điều gì đấy. Chính vì vậy, tôi nhanh chóng tìm cớ kết thúc buổi xem mắt này và ra về. Nhưng trên đường đi, tôi dường như có cảm giác rằng có ai đó đang theo dõi mình. Một linh cảm xấu trỗi dậy trong tôi. Tôi tăng tốc và chạy nhanh về nhà. Cùng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ đằng xa. Có một ai đó đang truy đuổi tôi từ phía sau. Khi nghe đến tên biến thái xuất hiện dạo gần đây, tôi hoảng sợ cực độ, dùng hết sức để chạy về đến nhà. Tôi vội vàng khóa cửa lại. Nhưng vào lúc này, khi nhìn ra cửa, tôi giật mình khi thấy người đàn ông tên Jack đứng ở trước cửa nhà. Anh ta trả lại cho tôi chiếc điện thoại do vội vàng nên tôi đã để quên, và ngỏ lời nếu như có thời gian sẽ hẹn tôi lần tới cùng gặp nhau. Đằng sau lưng của Jack, một người đàn ông cầm trên tay con dao sắc nhọn rời khỏi chỗ ẩn nấp. Vẻ mắt hắn hậm hực vì đã theo dõi cả ngày mà lại để sống mất con mồi. Một ngày khi thức dậy, tôi bước vào nhà tắm và nhìn thấy những dòng chữ được viết bằng son đỏ trên chiếc gương của nhà tắm. Anh đã có một giấc ngủ ngon đúng không? Người viết không ai khác chính là cô bạn gái tên Thư của tôi. Cô ấy thường dậy rất sớm để đi làm. Chúng tôi yêu nhau cũng đã được 3 năm rồi, và tôi luôn tâm niệm rằng cô ấy chính là người mà tôi muốn ở bên cạnh để trải qua quãng thời gian còn lại của cuộc đời. Buổi chiều khi tôi đi làm về, chiếc gương ấy đã có một dòng chữ mới: anh đừng bỏ bữa tối nhé. Chính vì thế, tôi quyết định thay vì đi ngủ thì sẽ xuống bếp nấu cơm. Khi bữa tối đã sẵn sàng nhưng Thư vẫn chưa đi làm về, tôi định sẽ đợi cô ấy về để cùng nhau dùng bữa. Thế nhưng khi cơm canh cũng đã nguội lạnh, tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu. Tôi quyết định dùng bữa tối xong sẽ lên giường đi ngủ. Thế nhưng buổi tối hôm ấy, mẹ tôi lại bất ngờ ghé thăm. Từ khi tôi dọn ra ở riêng, tôi cũng ít khi liên hệ với gia đình, nên việc mẹ đến khiến tôi khá bất ngờ. Cũng như những người mẹ khác, bà đến là để kiểm tra cuộc sống của tôi như thế nào và dọn dẹp nhà cửa giúp tôi. Bỗng nhiên,
Mẹ tôi hét lên hãi hùng khi nhìn thấy dòng chữ viết bằng son đỏ trong nhà tắm. Anh đừng thức khuya quá nhé. Không biết từ lúc nào mà dòng chữ trên chiếc gương ấy đã thay đổi. Dẫu rằng Thư không có ở nhà, tôi nói với mẹ rằng bà đừng sợ hãi. Đó chỉ là lời nhắn mà Thư để lại cho tôi thôi. Cô ấy vốn thích những trò đùa nghịch như vậy mà. Nhưng lời an ủi của tôi không khiến mẹ tôi bớt sợ hãi hơn. Bà nhìn tôi một cách bàng hoàng rồi nói: con sống một mình thì làm sao có người viết chữ lên gương được. Tôi nhớ ra rằng mình vẫn chưa kịp giới thiệu Thư với mẹ của mình. Nhưng mà còn kịp nữa không? Tôi nhìn những dòng chữ trên tấm gương. Những vết son ấy có màu đỏ thật chói mắt, giống như màu đỏ trên người Thư lúc tôi ôm cô ấy sau vụ tai nạn giao thông vậy. Cây son đỏ của Thư cũng đã mòn vẹt đi. Có lẽ tôi nên mua một cây son mới. Để ngày mai khi thức dậy, chiếc gương trong phòng tắm của tôi sẽ có dòng chữ: anh đã có một giấc ngủ ngon đúng không?